Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thân Ba Giúp Việt Nam. Mình là Minh Trí. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xây dựng bộ bài của nhân vật My Valentine. Đây là nhân vật sử dụng bộ bài Happy Lady, nữ yêu tinh người mình, cánh chim. Đây là một nhân vật cũng khá nổi tiếng trong truyện Yugi Earth nha các bạn. Nhân vật này lúc đầu được xuất hiện với vai phản diện, nhưng sau đó cô ấy nảy sinh tình cảm tình bạn trong nhóm của Yugi nên đã hướng thiện. Nhưng lá bài nổi tiếng của cô ấy là Cánh Vàng Hoa và lá bài Happy Lady. Đây là một trong những lá bài tốt nhất của cô ấy. Thường thì chúng ta sẽ ưu tiên gái đẹp, nhưng mà ở đây có một con bài mà mình rất thích, đó là con bài phù thủy này. Khi các bạn nhập mã mời và các bạn lên level 35, 10 người. Khi 5 người bạn lên level 35 thì bạn sẽ nhận được lá bài này. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đang cùng nhau xây dựng bộ bài Happy Lady của nhân vật My Valentine. Nếu như các bạn đã từng đọc truyện thì đây là những lá bài rất quen thuộc nha. Mình sẽ chọn những lá bài 4 sao có áp tích cao, ưu tiên gái đẹp nha các bạn. Chuỗi lông gà, một lá bài rất nổi tiếng, nó được xuất phát từ bộ bài của nhân vật My Valentine. Các bạn đang được theo dõi quá trình xây dựng bộ bài của nhân vật My Valentine. Theo như mình thấy thì bộ bài của nhân vật My Valentine nó khá đơn giản, xinh đẹp, quyến rũ và đơn giản. Đó là những gì mình thấy về nhân vật My Valentine này. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bộ bài của nhân vật My Valentine, bộ bài Happy Lady. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau review vài trận đấu nha các bạn.
chờ đợi là hạnh phúc. Các bạn đang được theo dõi video review xây dựng bộ bài của nhân vật My Valentine. Nào chúng ta sẽ vào chiến đấu mà thôi. Đây là một sự trùng hợp khá thú vị thưa các bạn. Nếu như các bạn đã từng theo dõi truyện Yu-Gi-Oh thì các bạn sẽ biết rằng nhân vật Mai có tình cảm với nhân vật Junoichi, và nhân vật Junoichi cũng có tình cảm với nhân vật Mai, nhưng cả hai người đều không dám nói ra. Hiện tại thì nhân vật Junoichi đang chiếm lợi thế khá lớn. Anh này không hề rung động được những lá bài tuyệt sắc của nhân vật Mai Valentine. Như vậy là trận đấu đầu tiên đã kết thúc khá chóng vánh thưa các bạn. Vậy là ở chế độ này chúng ta chỉ có thể đấu được một trận thua là bị đuổi ra khỏi nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau review một số lá bài của nhân vật My Valentine khi các bạn chơi hữu nha. Đây là những lá bài của My Valentine mà chúng ta có thể mua được khi sử dụng game. Các lá bài của nhân vật My Valentine chủ yếu là thuộc tính phong. Đây là một con bài 4 sao khá mạnh. Đây là lá bài kết hợp giữa ba lá bài Happy Lady. Đây là những lá bài mà các bạn có thể mua được bằng God. Mình thật không hiểu tại sao lại có một sư phụ lọc vào giữa đám gái đẹp này. Đó là một nguyên cơ gì chăng? Ở đây có một con bài sáu sao khá mạnh. Mình nghĩ đa số các lá bài của nhân vật My Valentine đã thuộc bộ tộc chiến binh. Ở đây chúng ta có một số lá bài bổ trợ cho nhân vật My Valentine. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với top 50, xem một số top 50 sử dụng nhân vật My Valentine như thế nào nhé. Theo như mình thấy thì đây là nhân vật rất đẹp, nhưng mà đáng tiếc rằng bộ bài của nhân vật My Valentine khá đơn giản. Ở top 5 đấu trường đang ở mức di sản Baron,
2351 thì có một sự xuất hiện của nhân vật Mai Valentine. Chúng ta sẽ cùng theo dõi bộ bài của nhân vật đó. Mặc dù ngoài hình thì là nữ, nhưng ở trong thì không phải các bạn ạ. Có lẽ đây là gái có cũ trong truyền thuyết, cũ có gái thì các bạn. Bạn này vẫn sử dụng một số lá bài của nhân vật Mai, nhưng vẫn ưu tiên những lá bài nam hơn. Đúng là cũ có gái thì các bạn. Ở tập 11 chúng ta cũng có một bàn chơi nhân vật Mai Valentine. Mình chỉ thấy được một con bài chuỗi lông gà là có dính dạng để Mai Valentine. Chúng ta sẽ thử theo dõi tập 13 có gì nhá. Bạn này chỉ sử dụng 16 con quái vật và cùng sử dụng vài lá bài của nhân vật Mai Valentine. Vậy là video xây dựng bộ bài của nhân vật Mai Valentine đến đây là xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Nếu như các bạn có đóng góp ý kiến hay là muốn mình review về, hay các bạn muốn mình review điều gì về phiên bản của Trung Quốc thì hãy comment. Các bạn hãy share và subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.